giới thiệu cho bác một dòng sản phẩm đẩy hai kênh. Dòng này thì một dòng máy cực kỳ là lành và tiếng đánh rất là hay. Máy mà sử dụng mạch KNH, đời cao cấp nhất của dòng mạch KNH nhé các bác nhé. Sử dụng nguồn xuyến. Và những dòng máy này thì các bác đánh cả ngày cũng không bao giờ sợ bị máy nó nóng nhé các bác nhé. Dòng mạch này là dòng mạch cải tiến, nâng cấp của mạch KNH. Dòng mạch này chạy sử dụng là 16 con sò. 16 con sò to. Và 2, 4, 6, 8, 10. Và 10 con sò MOSFET nha các bác nhá. 10 con sò MOSFET. Đây là những cái con sò MOSFET. Cái sò nhỏ này nha các bác nhá. Sò MOSFET. Con sò to thì nó sẽ nằm ở dưới cái mên này. Đấy, mỗi một con ốc nó là một con sò to. Đấy, sử dụng sò to là sò Toshiba. Đấy. Con này thì em chưa tháo nhưng mà dòng sò to hay là những dòng sò Toshiba hoặc là LG. Dòng máy này thì chạy những cái dòng sò vừa sò to và sò MOSFET nhỏ như này thì tiếng của nó rất là hay nha các bác nhá. Rất là hay. Và đây là những cái chế độ để gạt công suất. Đấy nha các bác nhá, gạt công suất. Đấy. Để cho nó ra công suất đạt để cho các bác chơi những cái dòng loa to hoặc là dòng loa nhỏ. Đấy. Bình thường ở đây em sẽ gạt số 3 và số 4 gạt lên. Ở đây thì nó tương thích, ở đây tương thích là số 3, số 4 gạt lên thì nó là rơi vào tầm là 900W, là tín hiệu đầu vào. Đấy, 900W một kênh. Đấy, nhớ các bác nhá. Còn ở mà chế độ 3 lên là 4 xuống nó rơi vào là 0, tín hiệu vào là 0,775V thì nó sẽ là 1.100W một kênh. Đấy. Nên công suất như thế này các bác có thể chơi 2 đôi full 30 đều được nha các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ gạt như là chế độ em vẫn gạt cũng rơi vào tầm 900W một kênh, các bác chơi là thoải mái. Con này thì được sản xuất ngày 12 tháng 7 2015. 12 tháng 7 2015 nha các bác nhá. Đấy. Đây là máy nó còn rất là đẹp, rất là đẹp. Dòng này thì quạt của nó sẽ là quạt cảm biến. Khi máy đánh nóng lên thì quạt nó sẽ tự quay. Nên là máy của nó quạt nó nghe rất là êm. Đấy, nó không bị ù. Đấy, tí này em sẽ test cho các bác. Con này nó có cả chế độ đánh chập bà ra nha các bác nhá. Đây ở đằng sau đây. Nó sẽ có nút nhả ra là chế độ sit te, ấn vào nó sẽ là chế độ bà ra. Bà ra thì các bác sẽ là đánh 1 cộng 2 cộng nha các bác nhá. Đấy. Nhưng mà những dòng này chắc là 900W các bác cũng không cần phải đánh chế độ bar RAM gì cả, các bác cứ đánh chế độ bình thường được. Và đây là cái cọc new stick của nó. Con này thì nó sẽ có hai đường, một đường new stick. Đấy. Và một đường các bác có thể cắm cái cọc này. Đấy, nhưng mà cái cọc này thì ít khi người ta cắm, cứ cắm thông dụng nhất là dòng cọc new stick này. Đấy. Tín hiệu ra. Đấy. Tín hiệu vào nó sẽ gồm rắc can lông. Đấy. À, nó sẽ con này sẽ có cả đường đinh ra các bác nhá, đường đinh ra. Đấy. Những dòng này thì linh kiện của nó thì rất là chất rồi, toàn là những dòng linh kiện cắm hết, không có là linh kiện dán nha các bác nhá. Đều là linh kiện cắm hết, không có linh kiện dán. Đấy nha các bác nhá. Đấy. Nên là những cái dòng này thì lỗi sửa cũng rất là dễ. Đấy. Đây là những cái con sò bù áp của nó này nha các bác nhá. 2 4 6 8, 8 con sò bù áp. Đấy. 8 con sò bù áp. Nên là máy con này rất là khỏe, trông cực kỳ là đơn giản thôi nhưng mà máy ra hiệu suất, chất âm và chất lượng rất là tốt để cho các bác được sở hữu những cái dòng đẩy như thế này. Con này đánh tiếng rất hay nhá. Đây là em đánh trực tiếp từ máy tính vào đẩy thôi, không qua một thiết bị gì khác cả. Mà test chất âm gọi là mộc cho các bác để các bác nghe qua những con đẩy như này. Đây em sẽ mời các bác cùng đón xem. Khi khởi động lên thì quạt nó sẽ rú này như này. Khi nó đóng nè phát là quạt nó ngắt. Đấy các bác nghe chưa? Đấy. Quạt nó ngắt luôn. Và quạt nó sẽ đứng yên vì là nó chưa đánh. Thì đây là máy nó còn mát nên là nó chưa quạt. Đấy. Thì em sẽ đánh căng một lúc để cho các bác nhìn thấy quạt nó quay xem.
máy nháy đèn thanh đấy, có nghĩa là nháy đèn đèn thanh đèn của nó nhìn rất là đẹp nha các bác nhé, đấy, rất là đẹp luôn. Với chiếc cục đẩy như này thì các bác đánh 2 độ full 50 thì các bác đánh thoải mái cho em. Và chất âm thì dòng này thì em dám bao cho các bác, bao hay cho các bác nha các bác nhé. Đấy, so với lại những cái dòng máy mà LA, DK, King thì con này chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều nha các bác nhé. Đấy, và em xin báo giá luôn cho các bác để các bác được biết. Con này thì em xin báo giá cho các bác là giá 4.500.000 đồng nha các bác nhé. 4.500.000 đồng. Đấy, một con đẩy gọi là xịn sò. Đấy, mạch gọi là đời cao nhất của dòng mạch toàn H nha các bác nhé. Đây là bản mạch toàn H nâng cấp. Thế là chất âm của nó rất là hay và sạch sẽ. Các bác thể chơi các dòng nhạc. Đấy, nên là nhạc nên vẫn đủ ba giải cho các bác. Đấy, tiếng bass cũng rất là sâu. Đấy, bass sâu. Nếu có nào yêu kênh hãy để lại cho em một vài số này, nhớ đăng ký để tiện theo dõi những cái video, những mặt hàng mới nhất ở bên em là cập nhật hàng ngày cho các bác. Sau đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.